Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Võ Văn Ái, Tổng ủy viên ngoại vụ Văn phòng 2 Huyện Hóa Đạo, kiêm Tổng Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Chúng tôi kính mời giáo sư Võ Văn Ái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đức Phó Tăng Thống Thích Thổ Giác, ngưỡng bạch chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo các đoàn thể cộng đồng, thưa quý vị đồng bào, đồng hương và Phật tử, chúng tôi rất hân hạnh được ban tổ chức cho nói một đôi phút về cái cảm tưởng của cái ngày lễ tiểu tường của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống. Trước nhất thì xin cho chúng tôi nói được một cái thông tin từ Việt Nam là hai ngày trước đây tại tu viện Nguyên Thiều đã tổ chức lễ tiểu tường của Đức Cố Tăng Thống. Khởi đầu thì cái tình hình có thể nói rất là nguy ngập, bởi vì đa số chư tăng thuộc trong 20 ban đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở miền Trung cũng như miền Nam, và đặc biệt là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đã không có thể đi về được tu viện Nguyên Thiều để tham dự lễ tiểu tường, là bởi vì hầu như tất cả các nơi đã bị công an phong tỏa. Và khi Thượng tọa Thích Viên Đình là vị phó viện trưởng kiêm tổng thư ký của Viện Hóa Đạo về tổ đình Thập Tháp ở Bình Định thì đã bị tức khắc công an đưa giấy và kêu gọi phải đi làm việc. Và Thượng tọa đã cho biết rằng Thượng tọa về đây để mà kỷ niệm một năm ngày Đức Cố Tăng Thống viên tịch, thì Thượng tọa không thể nào đi làm việc với công an được. Thì ông Thắng, trưởng ban tôn giáo của Bình Định, cho Thượng tọa biết rằng nếu Thượng tọa không có mặt vào cái ngày lễ tiểu tường tại đồn công an thì sẽ bị trục xuất và sẽ bị nhiều biện pháp cứng rắn đối với Thượng tọa. Và dù như vậy, Thượng tọa cũng quyết chí là không có tuân hành cái lời kêu gọi của công an. Thì chúng tôi trước khi lên đường sang Hoa Kỳ lúc 4 giờ sáng nhận được cái tin đó, và chúng tôi đã chờ đợi xem thử tình hình ở Bình Định như thế nào. Và cuối cùng thì công an cũng đã uy hiếp đối với Thượng tọa Thích Viên Đình, và chúng tôi chỉ kịp làm một cái thông cáo báo chí nói lên cái sự khó khăn của Thượng tọa Thích Viên Đình, nói lên cái sự khó khăn là nhà nước Việt Nam đã cấm đoán không cho tất cả chư tăng ở các tỉnh về Bình Định để tưởng niệm Đức Cố Tăng Thống Thích Đoàn Quang. Và chúng ta biết rằng năm ngoái khi Đức Cố Tăng Thống viên tịch thì trước đó Ngài cũng đã bị câu lưu ngay trong cái nhà thương của Quy Nhơn, Ngài không được về tu viện Nguyên Thiều. Và do cái sự đấu tranh rất mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lúc đó cùng với chư tăng ở Huế, ở các tỉnh có mặt tại Bình Định, mà vì vậy cuối cùng nhà cầm quyền Cộng sản đã phải để cho Đức Cố Tăng Thống về tu viện Nguyên Thiều, và một ngày sau thì Ngài viên tịch. Và sau đó thì nhà cầm quyền Cộng sản còn muốn giành giật cái tang lễ để cho giáo hội nhà nước, để cho Cộng sản thực hiện, và không cho chư tăng ni và Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được đưa Ngài tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà năm ngoái, trước nhất là cái dư luận thế giới đã phẫn nộ, tố cáo, chống đối cái sự cướp giật tang lễ của Đức Cố Tăng Thống, và đồng bào Phật tử trong nước cũng như đồng bào Phật tử nước ngoài đã có một cái áp lực rất lớn. Thì cuối cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thành công tổ chức tang lễ với 10.000 Phật tử đưa Ngài tới nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày hôm nay cũng vậy, tưởng niệm Ngài sau một năm viên tịch thì cũng có những cái khó khăn như vậy. Và dù khó khăn như vậy, chúng tôi đã làm một cái thông cáo báo chí và đã được có một cái tiếng dồn rất lớn trong thế giới. Hãng thông tấn Pháp Tấn Xã AFP từ Hà Nội đã đánh đi một bản tin nói cho biết rằng cái cuộc lễ tiểu tường đã bị ngăn cản, Thượng tọa Thích Viên Đình bị bắt và chư tăng không được về. Và nhờ cái áp lực lớn như vậy mà cuối cùng thì nhà
Cộng quyền Cộng sản, Công an ở Bình Định đã không có thể giam giữ Thượng tọa Thích Viên Định. Và hai ngày qua, rất đông chư tăng, tuy rằng không phải là toàn thể, nhưng mà tất cả các một số ban đại diện ở miền Trung, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hậu Giang, v.v. đã có thể về để làm lễ tiểu tường của Đức Cố Tăng Thống tại Bình Định hai ngày vừa qua. Và thưa đó là cái thông tin xin được báo với quý vị. Bây giờ chúng tôi xin được nói đôi lời về cái lễ biểu tượng này. Chúng tôi thấy hết sức là có ý nghĩa với cái sự hiện diện của quý vị lãnh đạo các tôn giáo có mặt hôm nay, quý vị lãnh đạo các cộng đồng, các tổ chức, các đảng phái cũng có mặt, và đặc biệt đồng bào Phật tử cũng đã đến đây tham dự rất đông. Nhất là chúng ta đang làm lễ biểu tượng trên cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Khi tôi nói tới trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì chúng tôi phát hiện thấy có một cái sự liên giao rất là mật thiết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Như người ta thường nói rằng những chí lớn thường gặp nhau. Chí lớn ở đây là ai? Tôi nhớ tới một nhân sĩ của Hoa Kỳ, tức là ông David Thoreau. Ông đã viết một tập sách nhỏ có tên là Bất Tuân Dân Sự vào năm 1848. Giữa thế kỷ 19, chúng ta thấy có hai cái tuyên ngôn rất là quan trọng và đã đẩy nhân loại hoặc là đi vào cái con đường chết chóc, hoặc là đẩy nhân loại đi vào một con đường sống còn. Tuyên ngôn thứ nhất là cái tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã kêu gọi tất cả vô sản thế giới liên kết lại với nhau để đấu tranh cho những cái người thờ truyền, những người vô sản. Một lời tuyên gọi rất là hay. Tuy nhiên cái thực tế của cái tuyên ngôn Cộng sản đi tới đâu, hình thành một cái Đảng Cộng sản tới đó. Và khi mà có một cái Đảng Cộng sản hình thành thì hàng trăm triệu người đã chết tại Liên Xô, hàng trăm triệu người đã chết tại Trung Quốc, và không biết là bao nhiêu triệu người đã chết tại Việt Nam. Thành ra cái tuyên ngôn của Cộng sản vào giữa thế kỷ thứ 19 không đem lại cái đời sống an sinh cho con người, mà chỉ đem lại sự chết chóc, đàn áp, tù đày mà thôi. Trái lại, một tập sách khác cũng ra đời vào thời điểm đó là cái tập sách Bất Tuân Dân Sự của ông David Thoreau. Trong cái tập sách đó, ông chỉ kêu gọi những người có lương tri hãy đứng lên đấu tranh để đem lại hòa bình, dân chủ cho con người. Và tôi thấy rằng có hai cái câu rất có ý nghĩa của trong tập sách Bất Tuân Dân Sự. Câu thứ nhất là nói rằng ở nơi nào mà người ta bắt bớ một cách vô lý con người, thì cái chỗ ở quan trọng nhất, đáng ở nhất cho người hiền lương là nhà tù. Đó là một cái câu rất hay và chúng ta đã thấy được tại Việt Nam mấy chục năm qua. Cái câu thứ hai